Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cơ cấu điều khiển điều hòa của xe Forerunner, sản phẩm là hàng xịn chính hãng anh em nhé. Đây, đây chính là cái motor của nó. Đấy, đây là cái giắc điện này anh em này. Phần bên trong thì nó sẽ là phần motor để điều khiển anh em nhé. Đây các cái phần giá bắt. Anh em mà quan tâm hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.